Xin chào các bạn, mình là Lực Kim Việt và chào mừng các bạn đến với video đầu tiên reaction của mình. Thì hôm nay là chiều thứ sáu, thì chuẩn bị tới cuối tuần rồi, tự nhiên lên YouTube thấy bốn cái mặt của bốn đứa Kenty, Em, OT và Huy Béo trong một cái video mà thấy cái tiêu đề mà gì dạ thòng lòng reaction. Không biết cái chuyện gì đang xảy ra đây, không biết mấy người này đang tính làm cái trò khỉ móc gì đâu nữa. Thế là quyết định mình cũng làm coi reaction coi thử là bọn này đang làm cái trò gì ở trên này không biết nữa. Ok. Gì vậy? Gì mới Nói ra thật sao với bạn mà luôn, thở dữ vậy? chưa bao giờ mình react một cái video nào nhưng mà có một cái video của ngày hôm nay mình tình cờ mình xem được và nó phải làm cho mình phải react lại nó. Cái gì? Nói thiệt với mày luôn là tao chưa bao giờ làm video react nào luôn á. Mitsu, tôi cũng vậy. Nói thiệt với hàng mày luôn á, tao chưa bao giờ xem cái video nào nhảm gì luôn á, nhưng mà nó vui. Có Đây là nhảm một mà. hiện tượng và hiện tượng này cần phải được làm lại và tiếp tục làm nữa Chắc cũng Thì vì cái ngày hôm câu nay tao nói vô của tình mày tao xem mới được làm. video này. Và chiều hôm nay tao cũng vô tình xem được video này. Và chiều hôm nay Tình. tao cũng vô tình coi được video này. Giờ tao phải xem Cái gì lại cần. nó. Mình không có muốn làm cái thể loại reaction này nhưng mà đậu phộng chứ. Tao cũng không muốn làm cái thể loại reaction này đâu. Tao cũng không muốn làm đâu. Tao cũng muốn làm nó có tự nhiên thấy một đống rồi. Nói không biết chuyện gì đang xảy ra thôi làm cho biết cho của coi thử chuyện gì đang xảy ra thôi. Nhưng mà nó là hiện tượng mình phải bắt chước theo, mà không phải bắt chước theo mà mình phải làm, bởi vì nó nhắc tên mình trong đó đúng không các bạn? Cái gì vậy? Nó chưa coi mà nó đã biết là tên của nó được nhắc trong video sao? Trời thằng này. Hiện tượng nó là hiện tượng là bởi vì nó giống như cái thằng Hoa Vinh vừa rồi cũng là hiện tượng, thì mình cũng phải chào lưu như vậy thôi. Ở Việt Nam mà Nhưng mà đậu trào phộng lưu. tín hiệu béo nó đã làm cho mình thành ra làm Sao những cái việc này đây. vì gì chính mày đã làm cho tao muốn làm những cái việc này đây. à reaction chứ gì Đợi tao đi một chút xíu. Thì bây giờ chúng ta sẽ ok, chào mừng mọi người. bà Vì nội đã quay trở lại với bà nội cái màn hình che mắt OT kìa, thiệt tình đấy chứ. ok, mình cũng chào. từ 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 Ok, chào mấy bạn. ok, bây giờ mày nói tiếp đi. Channel Dead Gaming, alo. Dead Channel Gaming, mình là Hiệu Béo. Mày cứ từ từ mày nói, đâu có gì đâu mà phải lo lắng đâu mà lộn với lại tâm lớp lo lắng. Cứ từ từ, nghe không? Từ từ. OK. Chào mừng mọi người đã. Ok, thôi để mình chào mừng trước. Chào mừng các bạn đến với cái video Lực Kem Việt reaction Kenty, reaction AM, reaction OT, reaction Hiệu Béo, reaction OT. Đó, ok. Thì clip này chỉ có liên quan tới reaction thôi. Đó, reaction lẫn nhau. Ủa chào rồi. Tao Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm một chào video hoài react. tao Này cười gì? tao cũng làm video Thành thành ra react, em tao mới cũng vô làm tư video react react đây. về cái video mình hát nhạc chế, và thú thật với mọi người là mình hát nhạc chế rất là dở. Cái đó biết. Đâu ai khen hát hay đâu mà ngồi tự nhận hát dở. Ok. Mình nhận ra cái điều đó sau khi mình upload lên là bị đậu phộng ăn gạch ăn đá ăn hành. Ok. Và mỗi lần mình coi lại cái video nhạc chế hay là lồng tiếng của mình là đậu phộng, phải nói là mình rùng mình. Tại sao mình lại có thể làm cái video bựa được như vậy? Đúng rồi, không hiểu nổi. Phải có mày làm thì tao mới coi được, nên là đừng có ngại, cũng đừng đừng làm đừng có làm sao mà để cho mất đi video ở nhà để buồn buồn cho coi lại nghe. Buồn vô coi lại. Tao cũng không ngờ là tại sao mà mày có thể làm được cái video xàm đến như vậy. Tao cũng không thể nào ngờ luôn, cái thằng áo cam này nó nói nhiều vãi Ủa, đồ, cái gì nó cũng nói được. cái thằng áo xanh nào không biết nó cứ che hoài, để em coi. Tao đang bỏ thời gian ra ngồi coi mày nói nhưng mà không biết có ok hay không nữa. Không ok thì đừng coi. Video rất là dài, mỗi thằng áo cam nó hoài, nó bỏ thời gian ra thì người ta cũng bỏ thời gian ra, cộng thêm một câu nói nó là video dài thêm hết mấy phút nữa rồi. Trời ơi. Tao Clip không biết của là cái bao nhiêu? 47 phút. mọi Clip của ai thứ là làm đầu tiên? Anh rồi Hiệu Béo là làm đầu tiên. Mình lấy người nhớ mình xem hay coi hình không như nữa. là khoảng tầm 10 18 phút. Không hiểu tại sao tự nhiên đấy cái lúc lượt Kenty làm 47 phút rồi. Nhưng mà có một cái điểm đặc điểm chung là mình chưa bao Nhưng mà cái gì vậy má thề có luôn, một đặc điểm nó nói chung hoài là luôn á. chưa bao giờ
Mà để cho thằng OT nói đi. Mình ít bao giờ. Ít bao giờ. Mình ít bao giờ làm coi lại video mình làm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ coi lại coi thằng OT nó phản ứng với hiệu. Để coi hai người, một người nói đi, trời ơi, hai người trang vô dành trong nhóm béo tình nữa chứ. Như thế nào? Nói nhiều vậy nãy giờ đéo nghe người béo nói gì luôn. Của video của Hiệu Béo. Bây giờ mới tới Hiệu Béo mới nói chuyện nè. Tất nhiên mình là Hiệu Béo rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta thì sẽ không Hiệu Béo rồi, ai biết. Ok, biết Hiệu Béo. Sao lại dám hài luôn. Thằng OT vừa mới mở miệng ra, chưa kịp nói là nó nhảy vô nó nói liền. Công nhận cái thằng áo cam này bá đạo đi. Mình cũng chưa giờ mình làm reaction mà mình biết reaction là gì. Hôm nay mình coi clip này mình biết đây là reaction. Lấy danh Hiệu Béo của mình hả? Reaction. Đồ mà mày dám lấy danh Hiệu Béo của tao luôn. Má đi. Tưởng Hiệu Béo là của mình chứ. Cùng nhau xem một cái trailer hoặc là một cái music video, cái MV hoặc là một bài hát nào cả. Và cụ thể là bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ làm thêm một cái series nhỏ trong cái reaction, đó là mình sẽ xem lại những cái video cũ của những người bạn của mình. Và cái tập ngày hôm nay thì mình sẽ xem lại một vài cái video của thanh niên OT. Và các bạn thì OT. Tôi rất là vinh dự khi mà đậu phộng được ông coi video đầu của tôi đầu tiên trong cái video đám bạn thân chó của ông. Gọi là ông đúng má, nó dám chửi luôn cả mình. Trời cái đấy là mình thân chó là trong đó có mình luôn. Ủa? Thằng này mất dạy. Thế có mình trong đó luôn à? Chết mẹ rồi. Tao đéo biết là tao có vinh dự hay không mà tao mở cái video của mày lên tao coi được. Thạnh, hoặc là ông Đức Thạnh, hoặc là OT. Đậu phộng nữa. Đậu phộng đó, Hiệu Béo gọi nguyên danh tên của Thạnh. Xin hỏi hết cả tên họ của mình ra luôn. Đậu mắm nó tên là ông Đức Thạnh kìa. Tao biết mà. Còn thằng áo cao này là trong Kim Thang, anh không Giang Kim Thông. Nhìn mặt nó cười kìa. Còn thằng áo xanh này là nó tên là Nguyễn Văn Khang này. Nó nhớ tên nó đó. Đặt tên là Kenty. Đầu lúc trước đặt tên là Kente mà bị đụng hàng nên đổi thành Kenty rồi mà. Phộng. Thì nếu các bạn không biết thì OT là một trong những người bạn mà đã cùng mình gây dựng nên cái bộ gaming trong những khoảng thời gian gọi là từ của sơ khai của cái nền tảng YouTuber gaming Việt Nam. YouTuber điều bãi rồi. YouTuber OT của mình thì cũng YouTuber lâu dài. Nhưng mà dạo gần đây thì ông ý lại tự nhiên up lên một số cái video mà gần đây thì ở trên cái hội Hiệu Béo Ký Cắp của mình là một phần hâm mộ ông Phi vậy nên là cái điều này làm mình nhớ ra là ok mình sẽ xem lại một số cái video nhưng mà chắc là mình sẽ không xem lại của mình vậy nên là mình sẽ xem lại của ông cũng y chang gì có tê thôi nó nổi da gà nó là mình nổi da gà theo mấy bạn má nổi da dịch luôn làm một cái tập này để cho các bạn cùng xem và chúng ta cùng ôn lại các cái kỷ niệm. Ok thì kỷ niệm đó mà dù cái mấy cái kỷ niệm này thật sự nó chả có liên quan đến mình luôn. Ủa tính chắc là mình sẽ bỏ qua những cái let's play của OT và thay vào đấy mình sẽ xem những cái video cũ, nhất là những cái video mới re-up lại gần đây. Chắc là mình sẽ xem cái theo thứ tự từ cái áo cam này đâm bàn mấy lộn luôn á. Ok đâm bàn mấy lộn tao đang coi nè đưa mặt nó đúng bự là... Rồi bắt đầu bây giờ mới vô cái mà mình cái mà khiến cho cả bầy làm reaction ra sao góp mặt của mình đúng mắt ai với lộn video này quen nhỉ. Video này tao thấy quen. Mày chạy đi để tôi xem cười hoài. Thằng áo cam này nó cười hoài luôn á, nó nhiều chuyện vậy. Thật sự là mình đang không biết mình đang làm gì luôn á mấy bạn. Mình đang đéo hiểu mình đang làm gì. Đang quay clip ngồi coi người ta xong rồi ngồi cười đó mà nhiều chuyện nữa. Chứ làm gì? Bao nhiêu chuyện quá, bao nhiêu chuyện quá thiệt tình ấy, cuối cùng biết tự nhiên dính tao vô trong này luôn. Hát chứ đâu phải là góc mặt của mình. Cái sắp okay. Tới các bạn nghe nó sẽ là một cái mà cực kỳ dở tệ vì thực sự là cả mình có OT hai người hát không hay một tí nào. Ok thì chắc là bọn mình sẽ nếu có gì cười hoài thử xem không nếu hai mày đúng mới coi thiệt luôn á coi cái video này mà gọi nó là cái clip này mình biết nè thử thách cấm cười hết bài luôn thử thách cấm cười à. Ok giới thiệu các bạn là bài óc chó là mình tụt tanh thì đặc biệt Hiệu Béo Hoàng Giang ấy cũng thằng Lý Xê nó giống mình vậy và Hiệu Béo thực hiện.
má của Bi Quyền. Má của Bi Quyền. Nói đi mình. Nói chung mà chơi game mà chung chơi game Liên Minh chung với đám bạn của Bộ Tè cứ thấy ngủ không là cứ liên tưởng tới Bi Quyền liền. Căng quá. Căng quá. Tại sao căng vậy? Lên là đầu phòng nó làm cho mình cảm thấy cái này mình có tham gia nè, tao nhớ nè. Má tao phải tham gia quá trời không khi. Lại lên xe đi là mình phải tham gia khi khui với đâu vậy? Còn chơi Lee Sin là Ketty. Chuẩn luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái chat lock. Cũng may là mày còn nhớ đến tao đó thằng béo này. Chào bao lời men yêu dành cho nhau biết ngầu như con bò. Đoạn đầu là OT hát. Về sau mới đến mình. Mình không nhớ Didali này là ai. Cũng không nhớ Chinamia này là ai. Ivelia cũng không nhớ. Xin lỗi các bạn, mình phải đọc. Nói chung là cái đợt quay này thì bọn mình quay làm rất là nhiều phân cảnh. Nhưng mà không có đoạn nào của mình thì phải. Là thằng Lee sao béo ghê. Nó chửi mình luôn thằng này. Chứ dở quá chửi đúng bài rồi. Bài này là lấy từ khi muốn chửi cho Liên Minh chung với chữ tiền cũng chửi lắm mà đâu thôi. Anh em thôi, nói nhìn nó nhìn nó mày. Nó kêu nó luôn. Solo Baron. Thằng kia nó bệnh mặt luôn rồi. Má mình đéo hiểu tại sao mình ngồi coi cái video này luôn á. Hồi đó tao đéo hiểu tại sao luôn á. Tao ngồi đang coi video mà cái thằng hai mẹ nói hoài. Rồi hai thằng nói cùng một lúc tao không nghe được thằng nào nói hết. Tao phải bấm ngưng lại luôn á. Thôi mà clip mày dày 47 phút rồi, làm ơn cho nó lại dùm cơ như cái đi. Quay video game gì nó cũng bị lắc. Nên vì mình không rung chừng. Đó thì quay video game gì trong khoảng thời gian đó nó cũng bị lắc. Không mà công nhận là thằng này nó chỉ cần đổi mặt hoodie xong rồi nó chùm hết cái mặt nó lại thì thấy nó đẹp trai. Đẹp trai. Nhìn cũng có chút nét đẹp trai ở đâu đó tiềm ẩn trong con người của OT. Chút nét đẹp trai đó tiềm ẩn trong con người. Tao cam nè. Cứ người ta đang nói là bóc ngân thì nó dành nói vô. Kẻ bắt bẻ từng chữ người mà. Giống như muốn nhách mã một cam chối đi chối. Đẹp có không đẹp mà cứ chê người ta hoài. Ờ có ai nói không đẹp đâu con. Này nhìn giống hết kỳ nè. Cũng hết kỳ nè. Hết kỳ. Mình thì với đám bạn của mình lâu lâu mới có cái dịp để mà quay game á. Đúng rồi, lấy cái đó che mặt lại mới đẹp trai. Tập hợp lại nguyên một đám. Nidali là người bạn của mình là El Tortuga. Đó. Ông đó tôi biết. Tìm ra một cái thời gian, chỉ có một khung thời gian hồi huyền thoại, nguyên một đám tập hợp lại quay. Nhưng mà rất là tiếc là khúc đó cái video mình làm ra nó bị lỗi, nó bị tụt FPS. Nên xin lỗi mình không còn cách khác là mình phải xài những cái footage. Tức là footage là cái video, là những cái mảnh video mà mình có thể tạm gọi là tốt nhất để mà cắt ghép lại mà vô thành cái video này. Ok. Cắt gì? Nói chung là giải thích một hồi là chỉ là để lấp liếm cho một cái việc đó là quay video như cứt. Bài lâu lắm. Người ta giải thích thôi. Nó cũng nhảy vô. Nó bo vô mặt được. Bo bằng nguyên cục cứt luôn. Nguyên cục cứt vô mặt OT luôn á. Bạn tin không? Các bạn biết không? Có nghĩa là ông em này là chơi thọc vô ông OT. Ông Kenty này ông thọc vô ông em. Cuối cùng mình đang kiếm cái gì đó thọc cho ông Kenty này mà đang chưa kiếm được. Ngầu cái ông cứ che em hoài. Chuẩn lâu. Lâu vãi luôn. Đúng là lâu rồi. Bài này rất là lâu. Bài này mà nhớ không phải bạn nữa. Thấy lời bài hát này là của mình và một người bạn nữa của mình sáng tác. Nhờ đến bây giờ mình không nhớ lời nữa rồi. Ốc chó là mình tột ràng. Ốc chó là mình tột ràng. Điện về. Ôi, chuẩn bị đến đoạn của mình coi. Mát Quỳnh Chi. Hiểu béo. Loanh quanh đó đây. Đó là lý do tại sao mà mình kêu Quỳ chọn Nidalee. Mà nó coi lại nó còn ngồi hát nữa. Đéo tin luôn kìa béo. Chỉ biết đi fit thôi. Ông bảo là ông coi video của OT mới cùng ông coi video của ông trong đó luôn. Coi Hèo béo á. Tới bây giờ coi lại cái video này nằm trong cái video của Hèo béo, coi về cái video của ông OT về cái bài này
mình vẫn cảm thấy mắc cười cái giọng của Hiểu Béo. Cái giọng OT thì nó đã quá đụt rồi nên mình không không còn gì để nói nữa. Nhưng mà mỗi lần nghe tới cái giọng Hiểu Béo là nếu đó cười, nó lạnh xương sống sao cái kiểu giọng giọng Huy Béo à, giọng giọng OT đang đéo đẻo tự nhiên chuyển sang cái giọng Huy Béo mà tự nhiên hát giọng theo kiểu ngon ngọt á. OT đã hát, hát giọng kiểu đéo đẻo rồi, kiểu kiểu nó bị thuộc khó xuống á, diễn kiểu tả lắm, nó bị thuộc xuống chứ gì. Lạnh xương sống còn khó diễn tả lắm, giống như là bị đẩy vô cái đường lượt á. Sực lượng là cái chương gì? Ăn canh ti trẻ trâu. Canh ti trẻ trâu. Má là ngày sau nó chửi mình. Bạn nào nữa liệu có mình có thể thấy là tụi FS rất là dữ. Liệu mình có được xuất hiện trong video không ta? Ít nhất chỉ một cái tên thôi. Thôi mà. Ồ, giờ không phải là Wii rồi. Lâu quá mình không nhớ rồi. Filter 007. Filter 007 là HP. Đúng là lâu lắm rồi mình không nhớ người bạn của mình. Trời trời giật 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 kìa. Trời lá mình không nhớ những người không nghe rõ lắm. Mình còn không nhớ được những người lời tham thì gia mới rõ được. Đâu mình không nghe rõ. Phải nói lúc mình nói. Im. À, phải nói là mày vô duyên quá, mày mày nghe người ta, mày coi video người ta xong mày kêu người ta im. Đúng vô duyên luôn á. Tao thấy mày vô duyên hơn á. Mày coi video của cái thằng này nó coi lại thằng kia, coi lại nọ, nọ coi lại. Mà mày bấm ngưng thằng này, nó đang nói để mày nói là mày vô duyên hơn nó luôn á. Tao thấy tao cũng cần vô duyên giống như là mấy tụi mày luôn. Đúng rồi, tao không vô duyên, tao để im video chạy nãy giờ này. Thỉnh thoảng có gì quan trọng mới nói cơ. Im coi, xin lỗi nha. Mà thật ra thì mỗi lần nhìn Nidalee là nhớ bạn của mình. Bây giờ thì cứ... Đó, thì nói chung hồi nãy mình mới nhìn tên lúc mà không thể ngăn cản được filter cái gì đó bảy thì mình mới nhận ra là hồi đó có một đứa cũng giúp mình quay game, quay cái này. Ok, có được thể rồi. Mình nhầm. Okay. Được rồi, ok, tiếp đi. Oui. Tao biết mày là bạn thân của tao nhưng mà... Nào bắt đầu okay. Lắm liếm rồi nha, chuyên gia bắt đầu sâu những cái pha mà gọi là... Cái gì đó xong nó bắt đầu giả bộ lắm liếm. À, ta biết là bạn bạn thân rồi để cái câu tiếp theo của nó là hot một cái gì đó rất là phũ phàng, mình cá với mấy bạn luôn, nó sẽ nói một cái câu gì đó rất là phũ phàng. Có được á? Là sao? Có nghĩa là chắc không nhớ bạn cái gì? Cái gì? Thằng này giải thích cho thằng kia, tự nhiên thằng kia đâu nói gì nó cười, cái thằng này nó cười theo. Nó đéo nói luôn. Nó không nói luôn. Ba nhớ ngày nhớ nhớ hồi đánh Liên Minh Huyền Thoại vãi. Giờ thì mình bỏ Liên Minh Huyền Thoại rồi. ngừng cái bếp. Đây mình xả tới coi gì. Không ngừng cái khúc đó rồi. Sau cái video này ông nói gì? Tự coi thử coi, có thử Huy Béo hát như nào. Thanh niên Đông Đoa chia sẻ. Má, cái video đi rất là dài. Lời comment đặc biệt. Bây giờ nay mình Béo, Ketty, HB, HB và Dịch Max. HB là filter nè. Đúng rồi. Ok. Bác lúc trước là tao chờ hai nói chuyện với nó. Còn nãy giờ HB nó có filter. Thực ra có một sự đặt đằng sau đó là đây là bài hát của OT và mình là chính, nhưng mà thực ra lời thì là do mình và một thằng bạn nữa học cùng Bách Khoa với mình. Hai thằng có một cái dự định kiểu như là làm một cái MV chế từ Liên Minh Huyền Thoại ấy. Nói chung là OT đợt trước đấy có offer mình là kiểu ông muốn làm một cái, tôi đang có định làm một cái bài hát Liên Minh chế thì ông có muốn làm không, muốn hát thử không? Ok. Đấy xong mình bảo là để tôi nghĩ thử lời các thứ. Đấy xong rồi mình đến mình cũng bảo với thằng bạn mình học cùng lớp, nó cũng thích chơi Liên Minh Huyền Thoại, nó cũng thích viết lời nhạc các thứ ấy. Nói chung là ở trong kênh của mình thì cũng có một cái MV chế của đấy. Này lúc mà Hiểu Béo thành fashion. Hồi đó nói Hiểu Béo fashion. Giết hết lời luôn đó. Giết hết lời. Có nghĩa là giống như là công sức của mình là lớn nhất con của Tè chứ là phụ không? Nó chỉ vô chắc có thôi mà. Bóc phốt nhau nữa. Bà mẹ. Và làm cũng giống như kiểu là bây giờ là phát hiện ra được cái sự thật chưa? Lời được viết chủ yếu là bởi nó. Trái tim cái quần què đâu để coi lại coi. Cũng may đúng Minh đó, hai thằng không autotune nữa. Cứ có gì có autotune bây giờ lại giống hiện tượng Hoa Vinh bị chết.
mình làm cũng từ từ để coi nó lại cái trái tim coi. Bạn nó mình thằng này học nhiều cùng chuyện dễ lớp, sợ nó luôn. cũng thích chơi Liên Minh Huyền Thoại với cả nó cũng thích viết Thôi lời nhạc các thứ ấy. Tôi lại lại nói đi chung là clip và thòng lòng à. Ở trong kênh của mình thì thôi nó quay người lại coi cũng chế trái rồi tim đấy, mà đâu phải của đúng em đâu có. Rồi, Hiểu Béo thành fashion để coi từ ai từ đó từ từ nói Hiểu Béo viết hết lời luôn đạo phẩm à, chuẩn bị trái tim rồi. Mình Mẹ đưa anh gì đấy coi lại cái pha trái tim cái, chỉnh lại mình cái, sẽ coi lại cái pha trái tim cái coi lời lời ca tim cái này đang hát là cải lương nghe giống giống như là hát cải lương ấy. Tên này thằng ai em này nó ồn vãi thề thề luôn vừa ồn gì là vừa đâm bang nữa bây giờ cần là sao? Mà đi ngồi cười tới bao giờ? Tôi xì mũi vô luôn đó ghê. Ông cười tới bao xì giờ mũi đây? Vô được cái bàn tay. Trời. Không tin luôn. Trời đất ơi. Thôi đi cha, tiếp tục đi thôi, cha. Khắc 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 mình khắc cũng không biết lý do tại sao nữa, mấy thằng khác nó làm nhìn đúng dễ thương. Nhìn OT nó làm. Hết lời. Em làm thử coi thế nào, ông làm thử coi cái ông làm dễ thương không? Đó. Thế nói chung là nó là tác giả của mấy cái mà nhạc Liên Minh Huyền Thoại chế mà có sự góp mặt của mình trong đấy. Đấy. Còn OT chỉ là người dựng video rồi quay video rồi là chỉ hát, là người dựng video. Thôi. Còn đâu? You had one job, OT. But you fail. The video is shit. Cả muốn một cái đoạn sau là Hiểu Béo của các bạn hát. Chà một cái đoạn sau Hiểu Béo của các thề bạn chớ, nghe có vẻ rồi gây gây cái đây mấy cái video mà đổ phòng cá một cái video sao cái video gì đây ok để chúng ta sẽ đến tiếp với cái mình nghĩ là cái này đi trời cháy nhìn nhìn giống như em đang hưng phấn lắm nó đâu đây là hình như là cái Liên Minh Huyền Thoại kế thứ hai của OT. Nói chung là mấy cái lồng tiếng này quá có dính bản quyền không nhưng mà hy vọng là không cái thứ hai đúng rồi đi rằng có là cái clip này đúng một clip đây là clip à, cái này là cái cinematic tiếng. Trailer cái này là có thằng ai em nè cái này là nó bị moi ra nè chó OT nó ngồi nó lấp liếm nó sửa thế nào cũng bị moi ra hết một đống cho Liên Minh Huyền Thoại lắm các bạn coi thử có mấy cái gì có bí mật gì đằng sau hậu trường không đợt trước mình nhớ là cái có một cái video một hay hai video à, tại sao có lại video này vậy lên 2VL rất là nhiều view thì sao thế mình không bài. Không làm thì ai em nó về nó bị ngậm trong clip này à, cái video à. Này thì mình làm với em buổi tối 2-3 giờ cái hai thằng tự nhiên thấy cái cinematic này mới ra luôn cái là hai đứa download về rồi làm luôn tới 4-5 giờ sáng thì hoàn thành đúng rồi kiểu như là for fun vậy không có ngờ là nó sẽ được nhiều bạn coi đến như vậy như đây là cái video đó. Lòng video đồng tiếng mà phải nói là chưa bao giờ mình làm một cái video nào nhanh đến như vậy luôn có 3 tiếng mà làm được là nhanh nhanh nhất từ trước đến giờ luôn kịch bản kể cả những cái video lồng tiếng trước của OT làm là mình cũng có viết kịch bản cho nó nhưng mà giữa cái thời gian kịch bản quay và lồng tiếng nó sẽ rất là có một khoảng thời gian còn video này là trong đêm luôn không viết kịch bản gì hết bà nào thì nó tóm tắt lại cho đơn giản là trong cái video vừa mới ra thì hai ông nội AM với OT này thì tự nghĩ ra ngay trong lúc đó tự nghĩ ra lâu luôn nghĩa là trong thời gian mà quay á thì mỗi người bơm miếng cho nhau hiểu không nghĩ được bao nhiêu đó nghĩ đó sau đó tới 5 giờ sáng thì thành công thì hoàn thành luôn á tới đâu là quốc tới đó luôn á hình như là nó dài 4 tiếng làm cho mình 4 tiếng nó dài okay, quá tôi rồi. Nghe nó rồi khoảng 700.000 view hoặc là lên 1 triệu view đấy mình không nhớ nữa dạ đúng rồi chị mình đi qua chỗ này mà dạ đúng rồi chị béo à, cũng có cái là mình cũng rất là thích chơi Liên Minh hồi đó sống Liên Minh ăn Liên Minh ngủ Liên Minh thở cũng Liên Minh hình như hồi đó à thức thâu chết Liên Minh luôn đêm cày răng chết Liên Minh luôn
nhưng mà vẫn ở bạc với lại chỗ đó ném con chút mình mém lên bạch kim rồi mà thằng quỷ Bwin nó lúc mà biết chuỗi nha đánh chuỗi biết tướng mà mình đã thua hai rồi thắng hai rồi còn trận cuối cùng mình thắng là mình lên bạch kim mà thằng Bwin nó nói ê mình đánh chúng nè để tao kéo cho kiểu như có thêm người ít chon nó thì sẽ thảo mày mày không bao giờ lên được bạch kim cơ. Mày không bao giờ lên được bạch kim cơ. Nhưng mà cái chuỗi đó chuỗi lên mày lên vàng thôi mà à không hình như vàng một lên bạch kim thật trước cái mức cao trước đó thì à, chỉ thấy OT từ vàng tới bạc thôi gà lắm cái dòng từ bạc tới vàng chứ đậu xanh đó. Đọc ngược lại mà cũng được chứ từ vàng tới bạc cũng hợp với OT lắm. Chuỗi của tao là mẹ ơi tao hai thua hai thắng rồi chuẩn bị lên bạch kim rồi mày đợi trận sau được không? Kevin Win đó, mày thoát ra đi, không có tính thua đâu, cứ thoát ra đi, đang chọn tướng, thoát ra không tính thua đâu. Mày có chắc không? Mày có chắc không? Nếu mà tính thua tao lên bạch kim mày sao? Mày cứ thoát đi, mày tin vào tao đi cái bạch kim mình cả tin. Cái mình cả tin. Cái như gái cùng Jim cái mình tụt chuỗi từ đó mình tụt xuống mặt luôn tiền đi tiền đi tiền đi tiền đám bạn chó ra thôi chết rồi mà bạn thân mà là chuyên gia đối xử với nhau gì như vậy đó, hiểu không ngay cả AM với OT đây thân với nhau mà cùng chìm với nhau như vậy thì hỏi thử Pwin là cái gì vàng là oh my god đầu tư vàng ngon mình tụt xuống mặt đó. Trời ơi đất ơi. Thực ra là tại vì mày ngu thôi. Làm mấy cái giọng bên đây Katarina. Bạn nào bây giờ không nghe được cái tiếng trong video gì trơn. Mà truyền qua từ 4 cái video mà một ông nào cũng giảm cái âm thanh video xuống giờ nghe không rõ trơn. Giọng BD các bạn bữa. Giờ chỉ nghe được mấy cái giọng ông bình luận thôi. Không biết nữa, mỗi lần nhớ tới cái kiểu mà... Mày coi đại đi, mày nói nhiều quá. Gớm. Mày coi đi. Mà cầu nóng rồi. Đi về tới mất cỡ vãi. Có người đặc biệt đó là ở trong cái... kiểu như là cái những cái tiếng động ở trong cái video này là toàn là bằng mồm của mấy thanh niên OT toàn là bằng mồm mà cái tiếng của video thì nó cho bé hẳn xuống luôn kiểu như là nó làm các cái tiếng chém chiểng xoẹt cụt phạc là toàn từ mồm bọn nó ra hết vậy nó mới đau chị dù cho nó sợ gì mới sung mình không không biết ai là người hú ta ai em phải không ta ai em là người hú không ta mấy cái video vậy con mình rất là quê mình cảm thấy cái sản phẩm của mình làm ra mà đưa cho người ta coi mà người ta ông làm video chắc coi là phun mặt cùng đó không biết bạn có cảm giác có còn khi mà người ta coi mày nói nhiều quá mày coi đại đi mày đang mắc cỡ rồi mà mày nói nhiều thì tao coi tao cũng mắc cỡ vậy cười rồi người ta phản ứng tao đang quýu coi đằng sau lưng thì xong rồi người ta comment này nọ kia ok chịu nhưng mà cái này mình coi mà kiểu như người ta mình biết rồi người ta coi mình coi chung với người ta cái cảm giác lúc mà mình ngồi coi chung một cái video của mình chung với người ta biết rồi giải thích biết rồi dài quá quê lắm nó dài quá rất là quê luôn mày quê mày nói nhiều quá giống như Johnny Depp có nói đó Johnny Depp nữa phim, nhưng mà ông không bao giờ ông coi phim của ông lại gia đình không có coi thì gia đình không có coi nhưng mà ông cũng không bao giờ coi phim của ông kiểu vậy kệ nó đi ông nó là ở cái biển là... Caribe thì sao mình tiếp tục cái chỗ này đi sống nội tâm và quê á mấy bạn ơi kiểu có gì đó được giống bãi đít mẹ sợ luôn thằng này nữa coi tiếp đi đúng không bấm ngưng ngoài ảo tưởng coi tiếp người ta đóng phim hay đẹp trai ảo tưởng bãi hú Darius quay Leona gặp Darius ăn cứt xin lỗi mình vừa mới sửa cái camera chút xíu tiền thể đi đá luôn ha tiếp tục với video cái giọng Hồng Kông Hồng Kông team trưởng Hồng Kông vãi lìn đúng Hồng Kông bị xác định rồi
Kiểu phim trường phải. Bấy bị xác định rồi. Bấy bị xác định rồi. Đẹp không? Thì thế là giọng thằng Draven này theo mình nhớ là của OT. Ừ, giọng của tôi đó. Còn giọng Darius là của AM, tôi của Atomio Masen. Unti. Unti. Tiểu phu trẻ gỗ. Tiểu phu trẻ gỗ. Trời ông Ray. Bên đây. Chiến công khúc này như không. Thế sao Lê Minh điện thoại nhưng có mấy quả hệ thống máu me nhìn kinh quá. Chị Na. Chị Na. Bẩn bảo đó. Bẩn bảo đó. Bẩn bảo đó hả? Mỗi người một cái. Tâm linh tương thông vậy. Đấy là kia Trung Quốc rồi. Em giọng ngay em nè, bê đê bạn. Mày đúng bê đê luôn á. Làm gì đó, đi bách đúng mẹ. Đúng bê đê luôn. Trưởng, đừng để nó bách mẹ. Đúng bê đê thiệt. Wo 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 wo. Ủa vãi lì rơi bình đánh dìu kinh ấy. Vậy hentai. Cái khúc lên lên ẩu á. Phải, phải đi cột 2-3 lần. Hèn tai bạn trên tay khô ấy Linh. Hí hí. Thấy OT không? Cái giọng chắc chắn OT luôn. Hí hí. Ông này nhiều khi đóng đóng vô ba giọng mắc cười lắm. Quẹt tay quẹt tay. Cái gì vậy nè? Ý, giờ cái gì vậy nè? Xem lại đây à. Hí hí. Mẹ cười chảy nước mắt. Nhắc cái tên chị đó. Chị đưa bây giờ chạy kích cho mình rồi. Sắp gai gọi dù. Hình như không? Thì cái giọng Zyra, cái giọng Draven này cũng cùng một cái ông OT, ông đóng đóng mà chắc ông cắt cái rồi. Cục xúc vậy. Chứ tự nhiên chắc ông không thể nào mà tự nhiên vừa mà đang đẻo đẻo tự nhiên thành cái thanh niên mình lì biết thái được. Giọng kiểu phim trường ghét quá trường. Cái gì nè? Bùm. Đó, cái đó đang bằng nguyện không? Tất cả é é é. Mấy âm thanh là coi như là phải lòng bằng tỷ đô mới ra được. À, thằng Graves này hình như là cũng giọng của AM thì phải. Thì là nghe mình. Làm coca gì? Làm coca gì? mình nhớ rồi trước mình xem cái video này một người con Renga ấy chứ. Nhủ nhá này kìa. Cái con Renga này là lấy ý tưởng từ phim cái gì buổi đời cho lớn cái thằng mà cái thằng bị đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi cái gì cũng ngọng ngọng á, đánh lộn dữ lắm á, cũng ngọng không à, đang nói chữ nhờ thôi, nên tụi mình bắt trước rồi tụi mình lấy cái con Renga cho nó làm bị ngọng cho nó hài hài. Mà thật ra là để cho nó dễ thương nữa, con Renga dễ thương hơi gấu không, nó là kiểu nó là dạng con sư tử á, làm lại dùng cho nó dễ thương tí. Rồi sao cái lon coca gì nhảy nhóc giết giết giật đâu nhụ nhã nhảy vậy thì nó như vậy á, chữ thề như vậy thì nó dễ thương nữa mà nó cũng không có phản cảm nữa bạn, được không? Nhụ nhã nhảy nhảy nhụ nhã nhảy. Mình đang reaction video của OT, mình đang ngồi coi lại video của OT, nó đang reaction hiệu béo và mình sẽ reaction lại cái của OT nên không có kéo nhỏ xuống được. Ok, mình đang ngồi reaction lại cái video của AM nên là mình không thể nào kéo xuống được. Chỉ có như vậy thôi. Còn mình thì đang reaction của Kente, reaction của AM. Mà mình không biết nó kéo, cái khỉ khô gì nữa. Nói chung chắc hay xưa nó kéo quá. À, không gì hả? À, kéo quần mà. Thôi kệ mẹ nó đi, coi tiếp đi, đừng giải thích dài dòng. Ok. Giấc chợ lớn, nhịn nạn ông. Giấc chợ lớn. Vị hạn đông. Giấc chợ lớn. Đa đi nút rồi ấy trưởng. Ngọng vậy mẹ, toàn thằng ngọng vào trong mày. Đủ thứ loại giọng ấy. Ngọng với cả lông. Vậy là Jax là giọng ai nhỉ? Là giấc chợ lớn. Lý thân gì vậy? AM. À, Jax cũng là giọng của AM luôn. Nông. Đấy, giọng Darius là của OT. Lý là gì ớt? Là gì ớt? Là gì ớt? Để mình nhớ là trước mình xem video này mình cười chế nước mắt. Mình còn bảo hội bạn vào xem. Đậu phộng. Má từng giọng luôn. OT, giọng AM ấy. Mình chia sẻ cái clip này. Mình chia sẻ clip này cho tụi nó hơi bị nhiều. Cái clip này nó cũng khá là nổi tiếng, bởi vì nó cũng có nhiều người trong những cái tiệm net á, hồi xưa mình cũng hay ra ngoài tiệm net cho với đám bạn á, thì cũng có mấy đứa nó coi hay coi cái video này, mới cười đó. Hồi xưa OT khá nổi trong cái giới liên minh điện thoại, nhưng mà chủ yếu là làm mấy cái video chế thôi, nhưng mà không ai biết OT like được rồi á. Hai thằng ngốc vậy. Dây hentai. Dây hentai. Tên của chị là tên cung cơm của chị là hentai.
Cao cú tuê à? Mẹ đỡ làm sao được khuy của Ari vậy trời. Cái góc này mình nhớ, cái góc này nó khá là buồn cười đối với mình nè. Tự nhiên cái giọng đang đẻo đẻo. Em mà cao cú tuê à. Tự nhiên cái quả cào tới dính ui tay. Buồn cười dễ sợ. Cái đời là đây đó. Thằng này ngọc ngọc. Thằng này cũng vui nè. Cái này là kiểu như mấy thằng BD ấy, nó hay dẹo dẹo á, chỉ là cáo tê mà lần đấm vô mặt nó kiểu, mình làm cái này với cái suy nghĩ mệt quá. Để giải thích cho nó, ý tưởng của tụi mình làm ở con Syndra là do phải con Syndra con Syndra, không biết Syndra. Nói chung là biến nó thành Zara chuyển giới, một cái người chuyển giới. Tụi nó sinh ra là cái con dùng mấy cục ngọc mà tuyên trưởng để làm choáng mà. Làm choáng rồi trời. Làm choáng nó xóa chỉ cấp mình nó đẻ rồi. Con này tên gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà không phải là Syndra rồi. Tới đàn ông chuyển qua nữ á. Nghĩ là cho dù BD tới cỡ nào thì Zira thì cái thằng Zira BD nó cũng sẽ là con cũng là Zira nhưng mà Zira con trai thôi. Kiểu như vẫn không thể nào chối bỏ được cái sự thật là nó có cái tờ rim ở bên dưới đó. Hơi tục hả? Trời, giải thích đúng không? Trời đâu rồi, thanh niên giải thích dài dòng dữ không? Trời đất ơi, nhanh dữ. Mày đâu gầu, hình như là mày đâu gầu, đâu gầu là tiếng của miền Trung, Đà Nẵng đúng không nhỉ? Miền Tây à? Sao mà thấy tao được thế? Đâu có đâu, miền Tây nó đâu có đọc theo kiểu vậy đâu. Đọc theo kiểu giọng nói giọng miền Trung. Thì mình nghe mình thấy khá là quen mà. Nhưng miền Tây nó nói khá là khác. Nó là giọng miền Trung thì hình như ông nội này không biết cách nhái giọng miền Trung á. Thấy kiểu giống như là nửa Nam nửa Trung á. Ai em đó. Chủ nhá. Nhụ nhá. Con ngọc mẹ. Không. Ông nội em. Nhụ nhá. Nhém. Nhém. Nhâm. Á đù. Á đù. Clip này ra từ hồi năm 2014. Cái thời điểm đó thì cái phim hài Á đồ của Lý Hải á, đó cái tiểu phẩm đó khá là nổi tiếng. Thế này là cũng cho vô trong này luôn. Nhâm nhúng nhổ nhiễm gì rồi. Nhâm nhúng nhiễm biết ngay mình nhớ, vẫn nhớ cái đoạn này. Ngọc mà nói nhiều vai con kha. Con kha. Ngọc mà nói nhiều vai con kha. Vai con kha. Cười quá. Nhâm 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 giới thiệu cho mọi người coi được, chứ mà ngồi coi lại thì lại mỗi lần ngồi coi lại là mất cỡ lắm. Kiểu nó sượng sượng nghe cái giọng của mình á. Mà đúng, bây giờ mình bị lay. Mắc cỡ lay. Nhâm 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 sợ mấy bạn nghe không được nên tụi mình mới làm sub vô thôi. Nếu không nghĩ cái video này cũng bớt khó làm lại tí à. Có thì... cái gì cho chỉ đọc. Bè mé chết chùm. Giúp bè mé chết chùm. Giúp nhích bè mé chết chùm. À, nếu mà đọc theo giọng miền Trung thì mới như thế mà đúng này. Ê của em nhúc nhích bò mó chết chùm. Đó như vậy mới gọi là miền Trung. Bè mé chết chùm không biết đọc theo giọng nào nữa chứ. Bè mé chùm này là nó lai theo mình là nó ở dân Phú Yên giống hơn là thì có nghĩa là dùng một chút Phú Yên dùng miền Tây, nói chung là lai lai hay cho mắc cười. Nhưng theo mình là cái kiểu đó nó bà nó cũng chê đấy chứ. Clip dài quá. Có lẽ nào. Trời. Em vội lên. Còn là nào. Thằng Cà Lâm nó tới. Cà Lâm mà hào nhờ. Long mà lý cứ cãi ngồi hoài. Này này vẫn cãi nhau. Nó có gì nhờ. Nó tin lắm. Blink quay cả. Đứa nó tạc tạc tạc. À, Nautilus.
cà lắm cà lắm ở miền Nam ý là nói lắp á, bị nói lắp đi. Đúng rồi. Tớ lấy tên tên ở đúng rồi đúng rồi. Tao cà lắm. Cái khúc này nè, cái khúc này á là Wii Eltitoga biết nhé. Mấy bạn mà coi này có chơi rồi. Dạ như là nói theo á cũng vậy là bị cái hiện tượng cá lăm giống như mình bạn của tụi mình lòng tiếng tại vì mình với anh Thạnh có thử lòng cái thằng này nhưng mà không tìm ra được một cái ý tưởng nào để lòng cho con Nautilus hết. Lúc đó thì buổi sáng hôm đó thì Quy nó lên nhà thì mới kêu lấy cái giọng khác lòng vô cho nó hợp, thì kêu Quy lòng, thì trong lúc nó lòng á thì nó bị dấp cái lời không, nó bị cà lâm, cái thế là nó nảy sinh ý tưởng là thôi bây giờ mày cà lâm luôn đi, mày đừng có nói suông nữa, mày cứ cà lâm đi là đó, ý tưởng hay, ý tưởng hay mà kêu nó cà lâm, kêu nó nói suông á thì nó bị cà lâm, mà lúc mà kêu nó nói cà lâm á thì nó nói không được. Con quỷ con quỷ kiểu chửi là đồ mấy bạn sẽ tự nhiên suy nghĩ tới một cái chửi nào đó rất là bậy. Mạnh mẽ, kiểu rất là tục tiểu không? Mà lúc mà mình làm cái cốt truyện. Đúng rồi. Tụi mình muốn cho con Nautilus nó chửi một cách đáng yêu hơn phải không? Mà tại vì nó bị cà lâm thì cái khúc đó người ta sẽ dự đoán coi nó chửi cái gì thì đã vậy đó. Làm cái script này ra cho Nautilus chửi đồ con quỷ, phải nói là mình tự mình cảm thấy Nautilus rất là dễ thương, rất là trong sáng. Đồ thay vì người ta chửi là đồ con đồ. Anh này phân tích đi. Nói chuyện giống như đang phân tích vậy ta. Chó hay là gì đó, nhưng mà anh này là đồ con quỷ. Ok, Nautilus dễ thương thôi chứ mày không có gì. Đây giống như là một những thằng đạo diễn nó đang được phỏng vấn lại cái bộ phim của nó. Nhưng khi mà chẳng có ai mời nó để phỏng vấn lại hết. Sẵn sàng giải thích luôn cho các bạn hiểu. Mà không sao cũng vui mà. Dễ thương. Thằng Kalem. Thằng Kalem. Thằng nào? Thằng nào? Biến chết mẹ luôn. Biến chết mẹ luôn. Biến cái chết quèo. Tính ra mạnh lém. Không có cà lắm. Ăn một quy. Cái thằng Nautilus này là thằng bạn của mình, tên Quy. Ê, giải thích. Trong liên minh nó tên là El Tortuga, bạn thân của mình. Giải thích. Cũng như cái hồi bạn thân của mình chơi chung, bữa đó nó với em với mình qua nhà mình cày liên minh để mà lên rank. Khi thấy cái cinematic này, cái là ba thằng quyết định làm chơi chung. For fun. À đâu, cái này không phải Quy, cái này đánh bình thường thôi. Ai kêu chọc tao, chọc méo với mày luôn kìa em. Quả này cầm quả đạn tự tử ai. Mì ngon mì qua đây. Xem cái trailer này hoài luôn. Chọc nữa đây. Thằng kìa lem. Bỏ mẹ kìa. Đúng là không kịp. Cả lắm mà còn. Chết còn nói ngọng nữa. Xem lại cái tao đây. Cú này hài được. Không kịp nói câu. Cú này đúng hài luôn. Chưa đọc. Nghe thấy cái đoạn cuối, cái thằng này vì không nhớ cái ông nào thu giọng của thằng Nautilus mà cái đoạn cuối kiểu mẹ suýt bật cười ấy. Trời đất ơi, cái giọng OT chứ ai. Bà trời ơi, cái giọng ông này. Ông này nhiều khi nói chuyện nghe hiền lắm, mà tới lúc mà diễn mấy cái vai mà dâm dê mắc cười lắm. Tất là Ari. Mặt trời xuống núi. Vai cả Thái Dương Hạ San, mặt trời xuống núi. Ulti của Leona. Chị mệt quá. Venga tàng hình nhé nhô nấm phá chết luôn. nấm phá chết luôn vậy đài đó châu vãi trưởng un tay nấm phá chết luôn ba chiến bi chờ nó cơ kiểu vàng vàng
một diêm đúng giống con sứ nửa đi ba diêm cuộc này mới nói thiệt đóng đóng một cái đóng dài bê đê mà đóng dài biến thái khúc này lúc mà thu âm á nghe cái giọng thô á là đúng kinh khủng luôn, nghe mà đúng ghê luôn á, phải kiểu chỉnh âm lại một tí xíu cho nó vang vang kiểu ulti. Mà lúc đó là tụi mình không nghĩ ra được cái tên ulti nào hay nữa, thấy đơn giản ba duyên, cái ba duyên ulti của nó có cái ba duyên ngọc á, kêu là ba duyên bi vậy thôi chứ không nghĩ ra được tên nào hay nữa hết. Nó biến thái quá. Em đánh nó mình nó sướng. Đánh nào mà nó sướng. Cái giờ quang kia mình hát phim đi. Mình quang kia mình hát phim đi em. Ờ, hay có cái truyền thống. Nhí nhí, tao có nhiều nhiến nữa. Nhá nhài. Nhá nhài. Ờ, trời ơi. Đừng có một cái video đó. Đừng có một cái video đó. Đừng có một cái video đó. Thời xưa hồi mình vẫn còn chơi Liên Minh và Toại á. Hồi đấy, hồi cái hồi ông Thi làm mấy cái video Liên Minh này thì mình vẫn còn chơi, nhưng mà bây giờ mình nghỉ rồi. Nói chung là ở trong cái video này thì có sự có mặt của OT là chính này. Nhìn cái cách ngồi ghế sẽ xoay giữa đẹp phong nhiều caster thật thù. Hồi nãy như anh ai? Một người trong showbiz. Trong showbiz kìa, ai? Hiện tượng Hiểu Béo à? Hiểu Béo? Hiểu Béo à? Chứ không phải là AM. Hình như có cả Pwin với cả một ông nữa mình không nhớ, bởi vì thực ra mấy các mày giọng miền Nam thì giọng ồm na ná giống nhau á, mình ồm cái ồm cái khí á, giọng mọi người mỗi khác. Ok, giọng mấy ông miền Bắc nữa đi, để á, trời rồi xong rồi đi. Ồm giỡn thôi, giỡn quê chung thì tụi tôi ở đây có ồm ồm, mỗi giọng mình có ồm ồm, giọng mình có ồm không, ồm không. Để mình giải thích cho ba thằng này, có nghĩa là ở dòng miền Bắc á thì hầu như là nó na ná giống nhau. Nếu mà mình nghe ở góc độ là sơ nghe kỹ thì cái chất giọng nó khác nhau, cái tần số âm thanh của mỗi thằng thét ra thì nó khác nhau, đúng không? Còn ở dòng miền Nam á, cái giọng thì thật sự là giọng của người miền Nam là nghe nó rõ nhất, là khác, phân biệt khác nhau rất là rõ. Ở miền Bắc đôi khi mình nghe một số đã, mình, theo như mình nghe nhiều người có giọng rất giống nhau. Ví dụ như ở vùng một vùng nào đó của miền Bắc thì cái giọng người giống nhau vậy, Hà Nội cũng giống nhau vậy. Nhưng mà ở miền Nam thì bạn cũng biết là ở miền Nam, như ví dụ như Hồ Chí Minh đi thì nó có rất là nhiều, nó là thành phố nhiều người dân nhập cư, phải không? Đó mà là cái giọng của nó khác biệt nhau rất là nhiều vậy thôi. Để mình anh giải thích theo cái phương diện của mình thì mình có nói chuyện với nhiều người cả miền Nam và cả miền Bắc, thì mình là một thằng ở chính giữa là miền Trung, có nghĩa là mình cũng sẽ biết được là cái khác biệt của hai cái vùng miền như thế nào. Thì đúng là mình thấy là cái giọng miền Nam thì nó nặng hơn, thì cái kiểu cái giọng phát âm ra, phát cái tần số phát âm ra thì nghe nó nặng hơn người miền Bắc. Nhưng mà người miền Bắc thì mình hay bị nhầm lẫn giữa người này với người kia, tại vì cái giọng nó hơi bị giống, hiểu không? Thì nó cũng có khác, nếu mà nghe kỹ thì đương nhiên là nó sẽ có khác, nhưng mà người miền Nam ấy thì nó khác nhau nhiều hơn, hiểu không? Thì mình nghe những người miền Nam nói thì mình có thể biết ồ ông này là khác với người này. Thì có nhiều khi mình nghe những người miền Bắc nói, những người bạn miền Bắc nói thì nhiều khi mình cứ nhầm lẫn người này người kia. Đó, như vậy đó. Còn nếu mà nói giọng giống nhau là giọng như người Hoa, người Việt gốc Hoa thì giống nhau nhiều. Bây giờ dịch xuyên với từ giọng mình ổn không? Giọng mình có ổn không? Có. Bây giờ mình nhận ra giọng mình ổn không? Hình như giọng mình cũng ổn. Ê, bỏ qua đi, mình giọng mình cũng ổn ổn. Nói chung thì bây giờ không ổn lắm đâu. Giọng trong video này là có mình, có AM với lại thằng Huy, ba người thôi. Thực ra nhiều lúc mình không phân biệt, nhưng nói chung là có AM với cả OT. Đấy, còn ngoài ra thì còn những người bạn của OT nữa. Ok các bạn ơi, thì mình nghĩ là mình đã xem được hai cái video cũ của OT mà mình rất sao? Là thích từ ngày trước. Còn lại những cái video cũ của OT như kiểu chơi như là không thích gì. Hiểu mà, biết mà không thích gì. Thôi nhưng mà đừng có coi nữa nha. Đừng coi nữa. Đúng rồi.
OT nó chết gờ người miền Bắc Amnesia, hoặc là những tựa game cũ của anh em thì mình nghĩ là đã bị xóa rồi. Bởi vì nếu như các bạn không biết thì OT theo như mình nhớ là đã có một cái khoảng thời gian rất là khó khăn về mặt rồi rồi. Đấy là cái điều đấy đã khiến rồi cho anh ý xóa kênh một vài lần, và cái kênh này rồi rồi thì N mình không thể nhớ được nữa. Thế chuẩn cơm rồi. Khoảng thời gian khó khăn. Khoảng thời gian khó khăn. Khoảng thời gian khó khăn về mặt tinh thần, cái này là mình có biết và mình hiểu được cái chuyện gì xảy ra đối với OT xong cái vụ đó đó. Thì sau khi mà OT xóa xong mà mấy tháng sau mình mới biết cơ. Mấy tháng sau mình mới biết. Thì chuyện gì xảy ra đối với OT, tại vì hồi đó mình lo cái chuyện mà qua Mỹ á. Lại khoảng thời gian này á, OT cũng có thời gian biến mất. Và OT cũng có một thời gian là cũng tin hai mình và OT nhắn tin thuốc để mà tâm sự một vài cái gọi là trong cuộc sống, nói chung là cũng có thể nhắc lại. Nhưng mà đó là một kỷ niệm của những người anh em YouTuber thời đó giúp đỡ cho nhau, không được về vật chất nhưng luôn về được một tinh thần. Đó cũng là một kỷ niệm, hy vọng là anh em sẽ có một cái thời gian ngồi lại chơi game cùng với nhau như là hồi trước. Mặc dù là thời gian nó không thể nào là nhiều như lúc trước nữa, nhưng mà cũng có thể là ở vào cuối tuần vài ba tiếng. Đó cũng là cái niềm hạnh phúc của YouTuber làm trên hồi nãy là Kenty có nói là mất tích một khoảng thời gian, nhưng mà cái thời gian mất tích của OT thì nó ngắn hơn thời gian mất tích của Kenty. Đó, Kenty mất tích rất là bị tâm bị tích, không gọi là khó mà liên lạc được nổi, hiểu không? Còn OT thôi, lâu lâu có xóa là chưa đầy tháng thôi, thì đó là coi như lộ cái mặt lên lại liền à. Nói chung là các bạn không hiểu được cái cảm xúc khi ngồi lại chung chơi chung với nhau đâu. Nhiều khi đó tôi biết. Tôi biết. Lên tìm tựa game hay ngồi chơi, sự game cũng rất là hay, nhưng mà mình chơi mình lại không vui bằng những tựa game mà chơi chung với nhau. Chọc phá nhau bằng những cái quả flash hay là bóp nhau rất là vui, cảm giác rất là vui. Thôi nào, come on. Rồi đúng rồi, câu nói gì nữa. Đúng là cái khoảng thời gian đó mày khó khăn gì mà tinh thần trầm trọng quá mà. Còn... Tại như AM này, AM cũng bị dính cái kiểu như OT vậy á, nhưng mà qua rất là nhanh. Còn OT thì dễ bị chấn động tinh thần lắm. Ủa, như vậy không biết nói đúng không ta? Chấn động tinh thần. Nói gì được nữa hả? Hả? Còn cãi gì nữa? Nhìn cái mặt ớn không? Sao vậy? Bị ghế đá. Bị ghế đá? Nên là các cái video cũ của... Bị ghế đá. Trời. Bởi vì đã bị xóa rồi. Và nếu như trong... Bị ghế đá. Bị ghế đá. Một cách rất là thảm thiết. Bị ma nhỏ đá. Tương lai mà anh nghĩ được. Ma nhỏ đá. Up. Thanh niên này bị ghế đá. Xong rồi cũng muốn ráng để kiểu quay lại á. Giờ thôi cũng bị ráng bị đá luôn rồi thôi. Càng bị đá nặng hơn. Đá tới mức mà thôi giờ không muốn quay lại nữa rồi. Tội lắm. Bị ghệ đá. Tội lắm. Hotel tội thằng lắm. Ngay, phải không? Thằng ở dưới mình. Thằng ở dưới đúng ngay luôn. Còn mặt thằng kia đảm bảo là nó được quay lại thôi, nhưng mà nó kênh thằng kia đó. Lại các cái video cũ nhất từ ngày trước thì mình nghĩ là mình sẽ lại xem lại tiếp. Nếu như các bạn muốn mình làm các cái tập tiếp theo trong cái series reaction, xem lại những cái video cũ của người bạn, những người bạn của mình thôi, thì các bạn hãy comment bên dưới để cho mình biết là các bạn rất thích những cái điều đấy, thì mình sẽ cố gắng xem xét rồi mình sẽ làm theo các cái request của các bạn. Nếu như các bạn thích cái series hiểu về reaction của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một cái chia sẻ video đi bất kỳ đâu trên mạng xã hội kiểu Facebook, Twitter, hoặc Instagram. Ngoài ra các bạn hãy bấm vào cái nút subscribe màu đỏ phía dưới video này để cập nhật các cái video này nè, như là nhận thông báo cái video sắp tới của mình trong thời gian sắp tới mình ra. Ý là cảm ơn video này. Ý là dưới cái nút màu đỏ của mình đó. Không, hiểu không? Tôi Hiểu đang nói về cái nút màu đỏ của mình đó. Ấn xuống. Ấn đi. Chưa có hả? Sẽ gặp lại các bạn những video sau. Tạm biệt. Ôi dạ. Ôi dạ, nó không trúng chỗ nào mình rồi. Chắc chắn nó không trúng chỗ nào mình không biết nữa. Con trai không có vậy nha. Gây lọ vãi. Không tin luôn á. Hiểu, đây là một pha cuối kết cái video ác thiệt.
Quá ác. Thì thiệt là BD. Quá ác. À nó không trúng chỗ nào rồi vậy? Hiểu. React Vũ Tròn đi. Bà nội tưởng nói cái gì? Trời ơi, tưởng nó nói cái gì về cái hôn ai ngờ nó bảo React Vũ Tròn đi. Vũ Lít cũng được. Cái gì Vũ Lít trong này nữa cha? Hay là ai? Ai em? Canty? Hai? Đừng nói tôi. À thôi hết rồi. Có gì? Nó không hề. Vậy là hết video luôn hả? Không hề nhớ đến anh em nào. Tự nhiên cái thằng Vũ Lít ở đây không liên quan gì trong cái nhóm anh em. À, nói về cái vụ thời vô lít kìa, thôi bị người ta ghét lắm, bị gaming Việt Nam ghét lắm, không ấy ấy là bị YouTuber gaming Việt Nam không thích gì vậy, kiểu làm mấy cái chuyện scandal gì á, scandal gì á. Còn thằng này nó nhiều vãi, nó còn phóng to cái thành nó lên xương không xương không hết video luôn rồi đó, không hiểu gì hết. Ok không hiểu gì hết trơn à. Ok nhưng chung là clip này cũng hết rồi. Xong rồi thằng kia đi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một clip khác. Nếu mà những thằng này nó còn reaction nữa, mình đảm bảo là sẽ có clip này. Cảm ơn anh em, hãy like và chia sẻ nhé. Ủa xong rồi à? Thôi, ủa giờ còn mình thôi à? Huh. Thế là mình là thằng thứ 5 trong cái đám bọn này sao? Thế thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video reaction đầu tiên của mình nhé. Thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe cho kênh tất cả 5 đứa và cái kênh mình mới lập về việc quay game và bình luận nhé. Thì đó thì hãy nhớ mình sẽ cho ra video sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Không biết video này nãy nó kéo dài tầm bao lâu ta, mình nhớ là video của OT thì khoảng là 18 phút nè. Qua bên ông nội này thì khoảng là 29 phút. Qua bên ông nội Antonio Marcel thì 40 phút. Tới ông nội Kenty là 47 phút. Mình chả biết mình được bao lâu nữa nhưng mà mình nghĩ là chắc hơn 50 phút. Ok. Goodbye. Upload hơi lâu đây. Tạm biệt.